shop quần áo của anh Tiến Minh. Giá cả đây tương đối là mềm. Quần thể thao lại quần sọt giá khoảng độ 170-180 ngàn đồng thôi. Mặc tương đối là thoải mái. Loại quần dài trong khoảng giá từ 230-500. Ok, mình sẽ đi show cho các bạn các loại quần ngắn và quần dài nha. Đây là loại quần sọt. Mua đồ không giới thiệu. Không, thực sự lên bất ngờ mà, tại vì cứ nghĩ là đồ của bên Tiến Minh chắc khoảng độ dài triệu trở lên không ạ. Dữ gì vậy? Nói em là đánh chiếc cậu từ shop mà tới 1.000 lượt view. Coi, một người bình thường nhưng mà làm gì mà có 1.000 lượt được không? Đúng rồi. Nói em là đa số là không bị con gì mà mẹ hay gì để ý gì đó. Ông chỉ biết sao không? Là bởi vì giá của anh Tiến Minh thì không có quá gắt. Tức là nó thuộc về dạng như middle class. Tới 10 triệu họ sử dụng được đồ này được. Còn 20 triệu trở lên thì chắc có xài đồ cao cấp hơn. Mấy ngày nữa ghé tiếp nha, có nhiều mẫu ra lắm. Dạ. Sắp sắp ra nhiều mẫu lắm. Okay. Nghe em gần đây không? Dạ cũng gần, quận 8. À vậy được rồi đó. Kéo một group tới đây ha. Group thì không có đâu. Ở đây người làm cũng thì nữa đó, không ai chém đâu. Yeah.